là từ của thầy Nhật nhá. Các bạn đã làm đề này chưa? Hello hello các bạn, đúng không? Các bạn bảo thầy là thầy ơi năm nay có thi đánh giá năng lực đấy. Thầy làm một vài cái đề trắc nghiệm môn văn đi thầy ơi. Thầy bảo là ok các bạn, chỉ cần các bạn luôn yêu thương thầy thì chắc chắn là thầy sẽ luôn luôn hết mình vì các bạn. Ok. 2K4 của tôi đâu hết rồi? Các bạn 2K4 đâu hết rồi nhỉ? Các bạn đã làm đề này chưa? Đấy, đó là đề trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 12 chuyên đề người lái đò sông Đà. Và đây đã là buổi thứ hai rồi. Thầy ôn tập cho các bạn đó là việc làm các đề, đúng không? Trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 12 các bạn nhé. Và thầy không biết là các bạn có làm đúng nhiều không các bạn nhỉ? Đấy, các bạn có làm đúng nhiều không ạ? Các bạn làm được đúng nhiều không? Các bạn comment cho thầy. Rồi, chào bạn Vi Thị Cúc Nhược, chào bạn Mango Sách, chào bạn Đình Nghi, chào bạn Như Thường. Ok, chào bạn Phương Trần, được 27 câu. Ok, thầy nhìn thấy các em rồi nhá. Đấy, hãy cùng nhau hết mình với thầy trong buổi tối ngày hôm nay nhé các bạn nhá. Đấy, thể hiện yêu thương với thầy bằng cách là chia sẻ video này về nhá. Sau khi chia sẻ video này xong thì tối nay đúng không? Sau khi thầy like xong thì các bạn sẽ có đó là link PDF của đề này nhá. Ok, các bạn cùng với thầy chúng ta làm cái đề này nhá các bạn nhá. Đấy, rồi chào bạn Trọng Đạt, chào bạn Họa Mi, chào bạn Thế Anh. Rồi ok, chào bạn Gia Minh, chào bạn Trần Văn Trung, chào bạn Vi Thị Cúc Nhược, chào bạn Trần Đức Duy, chào bạn Nhung Hồng. Ok, chào bạn Nguyễn Trang. Ôi dồi ôi, có cả 2K3 vào làm luôn. Rồi, chào bạn Đào Ngọc Vượng, chào bạn Nguyễn Thị Hậu, chào bạn Đặng Hoài Như Ngọc, chào bạn Đình Nghi, chào bạn Bùi Văn Quang nhá. Ok, đây chào tất cả các em, đúng không? Đấy, chào bạn Trần Minh Hằng đến từ Tuyên Quang. Ôi dồi ôi, Nguyễn Đình Hiệu đúng cả 30 câu trên 30 câu à, giỏi quá nhá. Chào bạn Phúc Hoàng, chào bạn Nguyễn Huy. Ok, chào bạn Như Thường, chào bạn Nguyễn Hải Yến. Ok, thầy chào tất cả các em nhá. Bạn nào mà chia sẻ video này xong, đúng không? Đấy, đến cuối video thì sẽ nhận được link PDF của đề này các bạn nhá. Đấy, chúng ta làm một cái đề, chúng ta biết rằng là năm nay có một số trường thi đánh giá năng lực, nghĩa là thi văn theo lối trắc nghiệm. Chính vì vậy thầy có soạn ra một số những cái đề trắc nghiệm môn văn để chúng ta vừa ôn lại, đúng không nào? Đấy, và cùng nhau xem thầy chữa bài các bạn nhá. Đấy, rồi chào bạn Sinner, chào bạn Nguyễn Như Ý, chào bạn Lam Quỳnh Như. Ok, chào bạn Diễm Trinh. Ok, đây chào tất cả các bạn nhá. Các bạn hãy chia sẻ một cái về tường giúp thầy nhá các bạn nhá. Đấy, hãy yêu thầy Nhật thật nhiều nhá để chúng ta cháy hết mình trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không nào các bạn ơi? Ok, 2K4 đã làm đúng hết chưa? 2K4 có làm được đúng nhiều không ạ? Ok, Trần Minh Hằng đúng được 29 trên 30 câu, giỏi quá nhá. Ok, rồi các bạn. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ video này về giúp thầy nhá. Đấy, giống như là thầy Lộc Phụ Hồ đúng không? Đấy, các em hãy chia sẻ video này về cho thầy đi, đúng không? Đấy, hãy thể hiện tình yêu của các bạn bằng hành động các bạn nhá. Ok, chào bạn Dương Trà My nhá. Các bạn đã làm cái đề này chưa? Rồi, ok, chào bạn Việt Anh. Ok, để chào các em. Ok, chào bạn Trần Minh Phương, chào bạn Tiên Lê. Ok nhá. Chào bạn Nguyễn Thành Tín, chào bạn Nguyễn Đình Hiệu. Ok, chào bạn Bắp Cải. Ok, thầy đã nhìn thấy các bạn rồi. Nguyễn Thế Anh làm được 27 câu trên 30 câu, giỏi quá nhá. Ok, lần sau hãy cố gắng làm được đúng nhiều hơn các bạn nhá. Đấy, tối hôm nay thì thầy sẽ cùng với các bạn chúng ta chữa khô máu cái đề này nhá các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau chữa khô máu cái đề này, được chưa các bạn? Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau làm hết cái đề này. Và thầy tin rằng các bạn sẽ làm đúng, đúng không? Đấy, các bạn có tự tin là các bạn làm đúng cái đề này không các bạn ơi? Đấy, các bạn có tự tin là các bạn làm đúng đề này không? Đấy, thầy tin là các bạn sẽ làm đúng cái đề này nha các bạn nhé. Đấy, hãy thể hiện tình yêu của các bạn bằng việc là chia sẻ video này về tường giúp thầy nhá. Đấy, like xong rồi thầy sẽ ẩn video đi, được chưa? Bạn nào mà chia sẻ video này về thì lát sau khi thầy like xong các bạn sẽ có đề, đúng không? Link PDF đề của 30 câu này nha các bạn nhá. Rồi, Việt Anh làm được 27 trên 30 câu. Nguyễn Đình Hiệu, rồi ok. Trọng Đạt, em sai ngu 28 trên 30 cho thầy ạ. Ok, chào bạn Dương Trà My, học sinh cưng của thầy khóa 2K3 nhá. Ok, rồi, chào bạn Trọng Đạt, chào Việt Anh. Ok, rồi, thầy chào tất cả các em nhá. Chào bạn Lê Cẩm Tú, rồi ok, chào bạn Trần Minh Phương. Ok, chào bạn Như Thường, chào bạn Lê Nhi. Chào bạn Dương Trà My, chào bạn Nguyễn Thị Lê Na. Ok, nhá. Chào bạn Nguyễn Huyền, ok nhá. Rồi, ok, ok. Rồi, ok, ok nhá. Đấy, thầy sẽ cùng các bạn làm cái đề này, được chưa nào? Đấy, hãy thể hiện tình yêu thương của các bạn thật là cháy bỏng với thầy nào. Đấy, hãy thể hiện tình yêu thương của các bạn với thầy nhá. Thầy hy vọng là các bạn từ lần sau sẽ không sai những cái lỗi sai ngớ ngẩn nữa nhá các bạn nhá. Đấy, hãy thật sự là chăm chỉ, đúng không? Đấy, thầy không biết là các bạn có làm được nhiều không, nhưng mà thầy tin là học sinh của thầy thì chắc chắn là sẽ làm đúng được nhiều câu này đấy nhá.
Ok nhá. Yeah. Rồi, chào bạn Nguyễn Thị Kiều Trang. À, thầy đeo kính nhìn như U40 à? Rồi, bỏ kính ra nhá. Bỏ kính ra này. Ok, đấy, đẹp trai hơn tí nào nhá. Chào bạn Tiến Lực, chào bạn Thúy này, chào bạn là Hân Phan, chào bạn Nguyễn Thị Hải Yến. Ok, đây chào các bạn. Được chưa nào? Đấy, chào bạn Trần Thu Trang. Ok, chào bạn Thị Liên nhá. Link đề số 2 sẽ có sau khi thầy like xong, đúng không? Những bạn nào có chia sẻ video này thì cuối livestream các bạn sẽ nhận được link PDF đề này các bạn nhá. Đấy, ok nhá. Đấy, các bạn hãy online lên nhá, hết mình nhá các bạn nhá. Đấy, thầy đề nghị các bạn là chúng ta hết mình trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhá. Đấy, hãy yêu thương thầy thật nhiều nhá. Thầy luôn ở đây để đồng hành với các bạn 24, đúng không? Đấy, ok nhá. Rồi, giải đề đi thầy ơi nhá. Có bảng xếp hạng không á? Bảng xếp hạng tính sau, đúng không? Thầy cũng chưa quen với việc dạy trắc nghiệm bao giờ cả. Nhưng mà vì các bạn yêu mến cho nên là thầy quyết định là chúng ta cùng làm cái đề này thôi nhá. Được chưa? Bắt đầu chưa? Bắt đầu nha các bạn nhá. Bắt đầu nha các bạn nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu làm đề này. Chúng ta đến với câu phần đọc hiểu này. À, thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng chỉ lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tịnh không một bóng người, cỏ danh đồi núi đang ra những nón búp, một đàn hiêu cúi đầu ngốn búp cỏ danh đẫm sương đêm. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Cha ôi thèm được giật mình về tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên, đường sắt Phú Thọ Yên Bái Lai Châu. Con hiêu thơ ngộ ngẩng đầu. Ok, rồi chúng ta đã hình dung ra cái đoạn này rồi đúng không? À, cái đoạn này đó chính là gì hả các bạn? Ok, đó là đoạn 3 đúng không? Đấy, đoạn 3, đoạn 4 của cái bài Sông Đà ở phần trữ tình các bạn nhá. Ok nhá, các bạn đã đọc xong và đọc hiểu chưa? Đây nhá. Đấy, văn bản thì ở đây rồi nhá các bạn nhá. À, ok ok. Đấy. Ok ok nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta đến với câu số 1 nhá các bạn nhá. Rồi, câu số 1 này. Nào, câu này mà làm sai nữa thì thôi. Tốt nhất là về đi lấy chồng nhá. Các bạn ơi, đáp án câu 1 là gì nhá? Đoạn trích trên. Đúng không? Đoạn trích trên nhá. Trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn nào ạ? Câu này là một câu cho điểm. Mà câu này mà làm sai thì tốt nhất là về đi lấy chồng nhá. Đấy, tìm cho em một tấm chồng nhá. Rồi, Bùi Văn Quang trả lời chưa? Hoàng Vũ nào, trả lời đi nào các bạn nào. À, comment cho thầy biết nhá. Đáp án câu số 1 của chúng ta là gì các bạn nhỉ? Nào, tác phẩm Người lái đò sông Đà của ai ạ? Của ai các bạn ơi? Câu 1 là của ai nhá? Rồi, chào bạn Nguyễn Thị Hậu. Các bạn ơi, câu 1 là gì nhỉ? 1A Dương Trà My. Rồi, lại để anh chị 2K3 vào trả lời thế này à? Ngô Ngọc Thanh Trúc trả lời là 1A. Ok nhá. Trần Minh Hằng trả lời 1A, chính xác các bạn nhá. Tác phẩm Sông Đà thì chắc chắn là của nhà văn Nguyễn Tuân, không phải nói nhiều nhá các bạn nhá. Đương nhiên rồi, nó là một sự thật, một chân lý hiển nhiên rồi nhá các bạn nhá. Đấy, sai là hơi bị dở đấy nhá. Đấy, ok nhá. Rồi, ok nhá. Rồi, à, có bạn trả lời là Tô Hoài này, Đức Duy nhá, trêu thầy nhá. Ok, câu số 2, phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn thầy vừa nêu là gì nhá các bạn nhá? A này, thuyết minh, B là nghị luận, C là biểu cảm, D là tự sự các bạn nhá. Nào, câu 2 của các em đáp án là gì đây? Đoạn trích trên, đúng không? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì? Các bạn trả lời giúp thầy nhá. Đây, đoạn văn của các bạn đây, đúng không? Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lý Trần Lê, quãng sông này cũng chỉ lặng tờ đến thế mà thôi. Vân 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 vân, đúng không? Đây là vẻ đẹp của sông Đà ở đoạn trữ tình, đúng không? Vậy thì thầy hỏi các bạn nhá. Câu 2 đáp án của các bạn là gì, làm là gì nào? Câu 2 các bạn trả lời là gì đây? Nào, Trần Minh Hằng trả lời là 2D. Nào, à, qua câu 1 rồi các bạn ơi nhá. Rồi, Phạm Quỳnh Giang trả lời là 2D, đúng không? Ok nhá. Câu này em chọn A, câu này Phạm Quỳnh Giang trả lời là A là vứt đi nhá em nhá, đúng không? Thuyết minh là phải đưa ra kiến thức cho người đọc và người nghe, đúng không? Đoạn này Việt Anh này, Đức Duy trả lời đúng nhá, đó là D, đúng không? Đấy, đúng rồi, chính xác các bạn nhá. Đây chính là việc gì ạ em? À, đó là việc kể, đúng không? Đấy, kể về cái hành trình của mình, kể về việc mình gì đấy, à, tác giả trải nghiệm, đúng không? Trên dòng sông Đà nhá. Ok, chúng ta nói về câu số 3. Câu số 3 nào? Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. Nào, nội dung chính của đoạn trích trên này, đáp án A này. Đoạn văn trên miêu tả lại con sông Đà hung tàn dữ dằn. Đáp án B ạ, đoạn văn giới thiệu về nhân vật tôi. À, C ạ, đoạn văn được nhà văn miêu tả khi xuôi thuyền trên sông Đà, cảnh ven sông Đà ở hạ nguồn thơ mộng, lặng tờ và dạt dào sức sống. D,
Đoạn văn được nhà văn thuật lại quá trình đi thuyền trên sông Nàng. Nào, câu số 3, đáp án của các em là gì các em ơi? Nào, hãy comment cho thầy biết nhá. Câu số 3 đáp án các bạn là gì đây? Câu này không thể sai được các bạn ạ. Câu này mà sai thì còn không thể nói về cái việc ôn thi đại học nữa nhá các bạn nhá. Đấy, chúng ta tập Casio môn văn đi các bạn ơi. Đấy, ok chưa? Nào, câu 3 đáp án của các bạn là gì nào? Cái đề này các bạn còn lâu mới Casio được, đúng không? Đấy, thầy đố các bạn Casio được luôn, đúng không? Casio gọi bằng cụ nhá các bạn nhá. Ok, đấy. Nguyễn Đình Hiệu trả lời là 2D à? Sao lại 2D em? Thầy đang hỏi em đến câu 3 cơ mà. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? À, Trần Minh Hằng đã trả lời là 3C ạ. Ok chưa? Trần Minh Hằng đúng không các bạn ơi? À, có bạn thứ hai trả lời là Phạm Hoàng Long trả lời là 3C, Trần Đức Duy trả lời là 3C. Rất giỏi. Quyên Quyên 3C, Nguyễn Đình Hiệu 3C, chính xác các bạn nhá. Đáp án này, đoạn trích trên mà thầy cho các bạn đó là khi nhà văn miêu tả, đúng không, con thuyền xuôi trên sông Đà và cảnh ven sông Đà ở hạ nguồn thơ mộng, đúng không, lặng tờ dặn dào sức sống nhé các bạn nhé. Rồi, rất giỏi. Bây giờ chúng ta đến câu 4 á. Một câu về tiếng Việt các bạn nhé. Một câu về tiếng Việt này. Trong hai câu văn sau, bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, đúng không, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. À, đoạn này là đoạn nào ạ? Đoạn này chính là đoạn thứ tư các bạn nhé. Đoạn là tư đúng không? Nói về vẻ đẹp trữ tình của sông Đà này. Sử dụng biện pháp tu từ nào? À, câu 4 á, một câu hỏi về tiếng Việt các bạn ơi. Đấy, một câu hỏi về tiếng Việt nhá. Trường Bách Khoa mà thi đánh giá năng lực người ta rất hay thích hỏi cái kiểu này đấy các bạn này, đúng không? Đấy, người ta hỏi các bạn có xu hướng là nói về tiếng Việt các bạn nhé. Vậy thì trong hai câu này, đúng không, có lẽ là các em lớp 9 cũng làm được nha các bạn nhé. Đấy, câu 4 đáp án của chúng ta là gì hả các bạn? Liệu là so sánh, hay là điệp từ, hay là ẩn dụ, hay là hoán dụ hả các bạn? Câu 4 là gì hả các bạn? À, ok nhá. Ở đây này, rồi, Trần Đức Duy 4A này, Trần Minh Hằng 4A này, Ngô Xuân Dũng trả lời là 4A, chính xác các bạn nhá. Ở đây có nghệ thuật so sánh, đúng không? Bởi vì ở đây có từ như các bạn nhá. Cứ từ như, đúng không? Đấy, là so sánh rồi, đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta ở đây, đó là 4A các bạn nhá. Câu này mà sai thì thôi đấy. Đấy, thầy tìm cho tấm chồng nhá. Ok nhá. Đấy, chúng ta đến với câu số 5 ạ. Nào, câu số 5 này thể hiện chúng ta nhớ về tác phẩm nhá các bạn nhá. Nhớ về sông Đà như thế nào, đúng không? Những hình ảnh tiêu biểu nhất cho quang cảnh của sông Đà trong đoạn văn trên. Nhớ chưa? Đấy, đây chính là cảnh đôi bờ của sông Đà, là đoạn cuối cùng trong bài Người lái đò sông Đà, nói về vẻ đẹp của sông Đà trữ tình, đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta là gì nào? A, con hiêu đàn cá nương ngô. B, đàn cá nương ngô bầu trời. C, bầu trời bờ sông cánh đồng, đàn cá cánh đồng nương ngô. À, các bạn có nhớ không ạ? Đáp án câu 5 là gì ạ? À, thầy vẫn thấy các bạn trả lời câu 4. Thầy đã sang đến câu 5 rồi các bạn ơi. Câu 5 đáp án là gì nào? Nguyễn Thị Gánh Ly trả lời là 5A. À, Tuấn sao lại trả lời 6? Câu 6 này thầy đang làm câu ấy mà. Thầy, chúng ta đang làm câu 5 à? Nguyễn Thị Hậu trả lời là 5A này. Thanh Thúy trả lời là 5A này. Ok, các bạn để ý cho thầy này. Chúng ta biết rằng là không có hình ảnh nào nói về bầu trời ở đây cả, đúng không? Đấy. Vậy tất cả những cái từ về bầu trời là bị loại bỏ nhá. Và cũng không có hình ảnh nào là cánh đồng cả, đúng không? Cho nên đáp án bạn nào trả lời là 5A là hoàn toàn chính xác. Ngô Xuân Dũng nhá, Quyên Quyên nhá, 5A chính xác, đúng không? Đó là hình ảnh của con hiêu, đàn cá và nương ngô, không có bầu trời và không có cánh đồng nào hết nhá. Ok nhá. Rồi. Câu 6 này các bạn này. Nào, câu 6 này không thể trả lời sai được các bạn ơi. Lớp 12 rồi, làm ở đâu tự tin đến đấy nhá. Người lái đò sông Đà được viết theo thể loại nào? A, bút ký. B, tiểu thuyết. C, tùy bút. D, truyện ngắn các bạn ơi. Câu 6 đáp án là gì ạ? Ok, các bạn ơi, các bạn trả lời thầy biết nhá. 6 đáp án là gì các bạn ơi? Nào. À, câu 6 là C à? À, có bạn trả lời là 6C, đó là bạn Thị Vân. Cảm ơn bạn Lê Mai Khanh đã tặng sao thầy nhá. Rồi, Phạm Quỳnh Giang trả lời là 6C. À, Tuấn Trần trả lời là 6C. Nguyễn Đình Hiệu là 6D. Ôi dồi ôi, học hành này chết. Nguyễn Hoàng Thanh Lâm trả lời là 6C. Lương Bích Hường là 6C. Chính xác các bạn nhá. Amazing, good job các bạn, đúng không? Đấy, đó là tùy bút. Vì chúng ta biết là gì đấy, tác phẩm này có tên là tùy bút sông Đà, đúng không? Thế thì chắc chắn là tác phẩm này phải được viết ở thể loại tùy bút rồi, đúng không? 6C nhá. Đấy, vẫn đang là những câu rất dễ, đúng không? Đấy, các bạn vẫn rất tự tin khi trả lời. Thầy giấy rất là vui về điều này nhá. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Tiếp tục các bạn ơi. Nào, chúng ta cùng nhau tiếp tục nhá. Đấy, hãy thể hiện tài năng của mình nhá. Hãy thể hiện cái khả năng của các bạn nhá các bạn nhá. Đấy, cố gắng lên nhá. Chúng ta cùng nhau khô máu trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Ok nhá. Nào, bây giờ chúng ta đến với câu số 7. Nào, câu số 7 nhá. Người lái đò sông Đà được in trong tập nào, đúng không? Đấy,
được in trong tập nào. À, ok nhá. Chúng ta không dùng từ chuyện, đúng không? Đấy, chúng ta không dùng từ chuyện nhá. Được chưa nào? Đấy. Người lái đò sông Đà được in trong tập nào? A. Vang bóng một thời ạ. À, B. Ngọn đèn dầu lạc. C. Một chuyến đi. Và D là sông Đà, đúng không? Rồi, Trương Thanh Thảo trả lời là gì ạ? À, thầy đang đến câu số 7 rồi các bạn ơi, câu số 7 nhá. À, ok. À, 6 á, 6 là D á, em bị làm sao đây? 6 là C, tùy bút, đúng không? Nguyễn Đình Hiệu về lấy vợ đi nhá. Ok nhá. Đáp án của câu này là gì các bạn ơi? Câu 7 này các bạn không thể làm sai được, đúng không? Đấy, 7 là D, chính xác, Trần Đức Duy nhá. Đấy, câu này mà các bạn làm sai thì thôi đấy, đúng không? Đấy, một tác phẩm viết về sông Đà mà lại nhầm với các tác phẩm trên, chắc chỉ có mấy ông thi khối khác thôi, đúng không? Thi văn là phải biết, đúng không? Người đại đo sông Đà chắc chắn là được rút ra từ tập Tùy bút sông Đà. Ok, rồi tiếp tục nhá. Người đo sông Đà được sáng tác vào năm bao nhiêu ạ? Câu số 8 các bạn ơi. Nào, nào qua câu số 7 nhá. Bây giờ mình đến câu số 8 nào. Câu số 8 đi các bạn ơi. Nào, người lái đo sông Đà, tác phẩm người lái đo sông Đà được sáng tác năm bao nhiêu? Nào, hãy cho thầy biết đáp án của các em là gì nhá. À, em bấm máy tính ra D á. Đây là câu số 8 cơ mà. À, câu số 7 thì chắc chắn là ra D rồi, đúng không? Bây giờ thầy đang hỏi các bạn đó là câu số 8. Các bạn trả lời với mày nào. Câu số 8 đáp án của các bạn là gì đấy? 8B à? Đúng rồi, có vẻ như các bạn rất là giỏi đấy các bạn ạ. Đấy. À, sao lại 9 thế này? Ôi trời, 9 gì đấy? 9D à? Ơ sao có đứa trả lời 9 nhỉ? 9D là sai nhá. Đang hỏi câu 8 cơ mà. Trời ơi. Nhá, câu 8 là 8. Có bạn Nguyễn Hồng Ngọc này trả lời là B này. Vi Thị Hoa trả lời là 8B này. Ok, Như Quỳnh là 8B này, Việt Anh là 8B này. Ok nhá. Rồi, khối nào cũng học văn đúng không? Đấy, đừng có mà làm sai nhá. Làm sai là hơi bị dở đấy nhá. Đấy, thầy cô buồn lắm đấy nhá các bạn nhá. Đáp án của chúng ta đúng rồi, Quyên Quyên và Khánh Ly đã trả lời đúng nhá. Chúng ta đều trả lời là 1960, đúng không? Và thói quen của chúng ta đó là hãy nhớ những cái năm sinh, năm mất rồi năm sáng tác ấy theo những cái con số mà các bạn rất là thích, đúng không? Đấy. Và ngày xưa ấy thầy có một cô người yêu cũ, đấy, nhà cô ấy ở số nhà 60, cho nên là thầy rất là nhớ người đó sông Đà, đúng không? Luôn được sáng tác vào năm 1960 các bạn nhá. Ok không? Rồi. Chúng ta đến với câu số 9 á. Câu số 9 nhá. Nào, quê của nhà văn Nguyễn Tuân ở đâu ạ? Nào anh em. Anh em hãy cho tôi biết quê của nhà văn Nguyễn Tuân ở đâu ạ? À, Trương Thanh Thảo trả lời là 9C. Nào, có bạn nào có đáp án khác không ạ? Các bạn ơi, các bạn trả lời cho thầy nhá. Câu 9 đáp án của chúng ta là gì ạ? Bây giờ chúng ta hỏi về quê của nhà văn. Nào, Phương Liên trả lời là 9A. À, Trương Thanh Thảo trả lời là 9C, Nguyễn Hoài Thương trả lời là 9C, Phạm Tú Anh là 9C, Nguyễn Huy là 9C, Khánh Ly là 9C, Quyên Quyên là 9C, đúng không? Đấy. Ok. Vậy thì các bạn chỉ cần nhớ như này thôi thầy này. Đấy. Thầy và nhà văn Nguyễn Tuân của các em, đúng không? Đấy, cùng một quê hương, đó chính là Hà Nội các bạn nhá. Đấy. Ông đến từ đâu các bạn? Ông đến từ Làng Mộc nhá các bạn nhá. Đấy. Làng Mộc này, Thanh Xuân, được chưa? Hà Nội. Ok nhá. Đấy. Đừng quên quê hương của nhà văn nhá các bạn nhá. Đừng quên nhá các bạn nhá, đừng quên nhá. Ok nhá. Đấy. 9C nhá. Đấy, ông nào mà làm 9B là sai rồi đấy nhá. Học hành thế dở hơi lắm ấy nhá. Ok nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 10 ạ. Câu 10 này chỉ có hai đáp án thôi. Đó là gì các bạn? Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Nào, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, đúng không? Có sự thay đổi nhá. Trước cách mạng, đúng không? Và sau cách mạng hay không? Nào, có hay không các bạn? À, thay đổi như thế nào các bạn có nhớ không ạ? À, câu 10 đáp án của em là gì đấy các em ơi? Nào, phong cách của nhà văn Nguyễn Tuân thay đổi thế nào? Có thay đổi hay không? Thay đổi các bạn ơi. Nào, Bùi Văn Quang, đúng không? Trả lời là 10A có, đúng không? Ok, rồi, Gia Linh, Làng Mộc, Thanh Xuân, Hà Nội, rất giỏi, rất tuyệt vời, đúng không? 2K4 hôm nay có vẻ rất là tuyệt vời đấy, rất là hết mình với thầy đấy. Thầy rất là yêu 2K4 nhá, 2K4 cố lên nhá. Chúng ta trả lời câu này là có nhá các bạn nhá. Bởi vì trước năm 1945, đúng không? Trước cách mạng tháng 8, Nguyễn Tuân đề ra cái tôi cá nhân của mình, đúng không? Còn sau cách mạng tháng 8, đúng không? Đấy, nói như nhà thơ Elia của Pháp, đúng không? Là từ cái tôi của cá nhân, đúng không? Đến với cái ta chung của cộng đồng. Từ cái tôi của một người đến chân trời của tất cả, các bạn nhá. Đấy, đến với cái ta chung của cộng đồng nhá các bạn nhá. Vậy thì chắc chắn đó là sự đổi thay, đúng không? Trong ngòi bút của Nguyễn Tuân, đúng không? Đáp án của chúng ta là 10A các bạn nhé. Ok nhá. Chúng ta đến với câu số 11 ạ. Câu 11 này các bạn này, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân trước cách mạng tháng 8 là gì? À đây nhá. Câu 11 đáp án của chúng ta là gì đây các bạn này? A.
hướng tới cái đẹp và cái đẹp chỉ có trong con người tài hoa nghệ sĩ. B. Hướng tới cái đẹp và cái đẹp có trong những con người lao động. C. Hướng tới cái đẹp và cái đẹp đó có những con người trí thức. D. Hướng tới cái đẹp và cái đẹp đó ở những con người tầm thường. Ok, đáp án của chúng ta là gì các bạn nhỉ? 11 đáp án là gì nhá? 11 nhá các bạn nhá. 11 nào. Bạn Phạm Tú Anh trả lời là 11A. Bạn Ngọc Vũ trả lời là 11A, Nguyễn Ngọc Hà trả lời là 11A, Thảo Nhi 11A, Đặng An 11A, Giang Anh 11A, Thu Thủy 11A. Rất giỏi. Hai cá tư là một lứa đúng không? Đấy, khỉ chiến của thầy. Rất tuyệt vời đúng không? Các bạn trả lời gần như là từ nãy đến giờ thầy thấy rất ít người sai. Đó là một điều thầy cảm thấy rất là vui. Có nghĩa là kiến thức các bạn nắm rất là chắc nhá. 11 của chúng ta là A, đúng rồi. Đúng không? Hướng tới cái đẹp của những con người tài hoa nghệ sĩ như Huấn Cao trong Chữ Người Tử Tù hay Bát Lê trong Bữa Rượu Máu, những con người coi thường cái chết, coi khinh đồng tiền nhá. Ok, chúng ta đến với câu số 12 ạ. Tác phẩm nào sau đây không phải của tác giả Nguyễn Tuân? Em nghe kỹ này, không phải nhá các bạn nhá. Không phải của tác giả Nguyễn Tuân. Ok nhá. Đấy. Được chưa nào? A. Chữ Người Tử Tù. B. Cô Tô. C. Người Đàn Bà Hàng Chài. Và D là Chùa Đàn các bạn ơi. Đáp án của các bạn là gì nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn ơi, đáp án của chúng ta là gì đây? Câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. Như thường này. Bạn Như Thường comment là gì? Mười mấy đấy? 11A không? Thầy đang hỏi câu 12 cơ các bạn ơi. Câu 12 đáp án của chúng ta là gì nhỉ? Câu 12 là gì đây? Đỗ Thị Kiều Diễm 12C. Bạn Phương Nơ trả lời là 12C, Ngọc Vũ là 12C, Mai Tố Uyên trả lời là 12C, chính xác. Bởi vì Người Đàn Bà Hàng Chài chỉ là một nhân vật đúng không? Trong tác phẩm gì ở đây? Chiếc Thuyền Ngoài Xa nhá. Ngữ văn lớp 12 kỳ 2 đúng không? Còn lại đều là những tác phẩm của gì ấy? Của Nguyễn Tuân nhá. Câu này không thể trả lời sai được nhá các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, đúng rồi. Câu 12 C đúng không? Không phải là tác phẩm của Nguyễn Tuân nhá các bạn nhá. Đấy, không phải là tác phẩm của Nguyễn Tuân. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đến với câu số 13. Nào, chúng ta cùng nhau đến câu số 13 nhá. Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân thu hoạch được trong chuyến đi đến miền đất nào? A là Việt Bắc, B là Tây Bắc, C là Nam Trung Bộ và D là Duyên Hải miền Trung. Nào, các bạn hãy thể hiện là các bạn không chỉ giỏi văn mà các bạn còn giỏi cả địa lý đi các bạn xem nào. Đấy. Hãy thể hiện tình yêu thương với cả nhà văn Nguyễn Tuân bằng việc là nhớ chia sẻ video này về nhá. Đấy, rủ các bạn vào cùng làm với thầy cho vui đúng không? Ok, rồi. Đáp án của chúng ta là gì các bạn nhỉ? Câu số 13. Ok, nào 13 đáp án là gì các bạn ơi? 13B à? Rồi ok. Bạn Lan Nguyễn này, rồi Phạm Thị Thùy trả lời là Tây Bắc này, đúng rồi. Thúy Hiền 13B này, Ngân Hà 13B này, Phạm Tú Anh 13B này, Nguyễn Hoài Phương 13B này, rất tuyệt vời. Có vẻ như là rất nhiều học sinh đúng không? Yêu tác giả Nguyễn Tuân. Thế mà cứ lươn bảo là thầy ơi em sợ Nguyễn Tuân lắm. Em sợ gì khi kiến thức em đã nắm chắc đúng không? Ok nhá. 14 à? Cảm hứng sáng tạo của tập Tùy Bút Sông Đà được khơi gợi chủ yếu từ hiện thực nào? Ok nhá. Đấy. Đấy nhá. 14 đáp án của chúng ta là gì ạ? A. Hiện thực cuộc kháng chiến hào hùng ở Tây Bắc. B. Thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở Tây Bắc. C. Hình ảnh con sông Đà. Và D. Là hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc. Đáp án của câu số 14 các bạn làm là gì các bạn ơi? Hãy thể hiện đẳng cấp của các bạn nào. Hãy thể hiện cho thầy Nhật biết là các bạn thật sự là hết mình nào các bạn nào. Ok. 14 là B. Trần Minh Hằng trả lời là B. Phan Yến Nhi trả lời là B. Việt Anh trả lời là B. Đúng không? Đấy. 14 là gì các bạn nhỉ? Đáp án của 14 là gì ạ? Chính xác các bạn nhá. Thầy đang hỏi câu 14 mấy đứa cứ trả lời câu 13 này. Ui giời ơi. Nhá. Bùi Trung là 14B này. Ok. Đặng An là 14D. Ui giời Đặng An ơi. Đặng An là về đi lấy vợ nhá. Đặng An nhá, học hành này chết nhá. Đó chính là B các bạn nhá. Đó là sau năm 1954 khi miền Bắc đúng không? Đấy, khi miền Bắc đã hoàn toàn được giải phóng đúng không? Và tiến lên xã hội chủ nghĩa đúng không? Đấy. Thì sao? Thì cả nước đúng không? Là lên gì đấy? Xây dựng cuộc sống mới ở những vùng xa xôi đúng không? Đấy, và Tây Bắc Điện Biên trở thành một miền đất hứa. Vì vậy câu 14 của chúng ta phải là B các bạn nhá. Phải là B đúng không? Đấy. Được chưa nào? Đấy, tiến lên xã hội chủ nghĩa nhá các bạn nhá và xây dựng cuộc sống mới, được chưa? Ok nhá. Đó là 14B nhá các bạn nhá. Chúng ta đến câu 15 ạ. 15 này, Nguyễn Tuân được đánh giá là nhà văn có gì? A. Phong cách sáng tác độc đáo. B. Phong cách sáng tác thú vị, đúng không? C. Phong cách sáng tác táo bạo, đúng không? D. Đơn giản là phong cách sáng tác, đúng không? Vậy thì câu số 15 là gì ạ? Trần Đức Duy trả lời là 15A.
Trịnh Thanh Tâm trả lời là 15A. Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 15C. Có một bạn Nguyễn Thị Mai Linh là người duy nhất trả lời khác với các bạn còn lại, đúng không? Đấy. Được chưa? Bạn Nguyên Nguyên trả lời là 15D. Oh, 15D à? No. Đúng không? Chúng ta phải nói là câu 15 đáp án là gì hả các bạn? 15 này, 15 của chúng ta phải là A, đúng không? Đấy. Nhà văn có phong cách sáng tác độc đáo, đúng không? Có cái tôi ngông. Đấy. Nhà văn đi tìm cái đẹp, ghét sự nhàm chán nhá các bạn nhá. Ghét sự mờ nhạt, đúng không? Thường đi đây đi đó để thay đổi thực đơn cho nhãn quan của mình nhá. Câu số 16 này, đánh giá nào sau đây phát biểu đúng về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân về tập Tùy Bút Sông Đà? A. Xây dựng cốt truyện đơn giản. B. Có biệt tài diễn tả phân tích tâm lý nhân vật. C. Tài hoa uyên bác có sự liên tưởng phong phú. Và D. Là chú trọng miêu tả về ngoại hình, tính cách nhân vật. Nào, câu số... Ok nhá. Đấy, câu số 16 này. Trần Minh Hằng comment là ui dồi, tao sai ngu câu này. Ôi, thế thì dở lắm bạn ơi. Bạn ơi, bạn sai câu này thì thầy Nhật sẽ phải tìm cho bạn một tấm chồng rồi. Đấy, bạn phải yêu Nguyễn Tuân hơn chứ bạn, đúng không? Đấy, câu số 16 đáp án của chúng ta là gì ạ? Các bạn comment cho thầy biết các bạn là yêu Nguyễn Tuân đến đâu nào. Trương Lê Xuân trả lời là 16C. Giảng Nguyên trả lời là 16C. Phương Huệ 16C. Lý Ngọc Tuấn 16C. Nguyễn Ngọc Hà 16C. Chính xác các bạn nhé. Một nhà văn tài hoa uyên bác, hơn đời hơn người, đúng không? Đấy. Cách viết của ông đem đến những liên tưởng phong phú, độc đáo và thú vị. Ok. Uyên bác là bởi vì ông có nhiều kiến thức, đúng không? Tài hoa là bởi vì cách viết của ông phóng túng, thoải mái, giàu kiến thức nhá. Ok nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục Casio câu số 17 ạ. Ok nhá. Nào, học văn kiểu trắc nghiệm này vui vết các bạn nhỉ. Ok nhá. 17 này, trong Người Lái Đò Sông Đà xuất hiện hình tượng nào? A. Hình tượng người lái đò và hình tượng con sông Đà. B. Hình tượng người lái đò. C. Hình tượng con sông Đà nhá. D. Hình tượng nhân vật tôi. Ok, câu 17 là gì các bạn nhỉ? Câu 17 không thể làm sai được. Câu 17 làm sai là thôi đấy. Về quê đi chăn vịt luôn. Thế là hơi bị dở đấy nhá. Rồi, Thảo Nhi trả lời nhanh nhất này, 17A. Mai Linh trả lời là 17A, đúng không? Đấy, được chưa? Giả vờ sai để tìm tấm chồng à? Nguyễn Khánh Linh 17A, Lê Tường Vi 17A, Lê Trương Phụng Trân 17A, đúng rồi, đúng không? Trần Minh Hằng 17A, ok nhá, chính xác. Trong tác phẩm Sông Đà, thành công của nó, đó là gì đấy? Vẻ đẹp hai hình tượng, một là vẻ đẹp hình tượng con sông Đà và hai là vẻ đẹp hình tượng người lái đò. Vậy thì chắc chắn câu này phải là A các bạn nhé. Câu này mà làm sai nữa thì thôi đấy, đúng không? Đấy, về quê đi chăn vịt luôn, thậm chí con vịt khinh cũng nèm cho chăn nhá. Ok, câu 18 nhá. Biện pháp tu từ nào sau đây được Nguyễn Tuân sử dụng nhiều nhất khi khắc họa về hình tượng con sông Đà? Nào, lắc cái não đây nào. Nào, nhớ lại kiến thức của thầy nào. Biện pháp tu từ nào sau đây được tác giả sử dụng nhiều nhất khi khắc họa về hình tượng con sông Đà? Nào, câu 18 của các em là gì đây? Các bạn ơi, 18 là gì nhỉ? Rồi, ok. Nguyễn Đình Hiệu, câu 17. Không phải là câu 17. Thầy đã hỏi câu 18 rồi nhá. Đấy, 18 không được làm sai đâu các bạn ơi. 18 là gì ạ? Trang trả lời là 18D. Ok. Đấy. Nguyễn Bích Liên trả lời là 18D. Có cái sự khác nhau này. Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 18B này. Bích Liên trả lời là D này. Vậy thì ai là người đúng? Đấy. Câu này là câu có tính phân loại học sinh này. Đấy, câu này là câu có tính phân loại học sinh các bạn nhé. Khi nói về sông Đà thì một trong số những cái sử dụng, đúng không, cái thủ pháp nghệ thuật được sử dụng nhiều nhất ở đây ấy, đó chính là nhân hóa các bạn nhé. Đúng không? Đấy. Ông không biết là sông Đà được gì ở đây, được khơi nguồn từ Trung Quốc, đúng không? Đấy. Ông lại biết là sông Đà được khai sinh. Ông không biết là sông Đà chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Ông biết là sông Đà xin nhập quốc tịch Việt Nam nhá. Ok. Ông không biết là sông Đà mở rộng dần ra. Ông biết là sông Đà trưởng thành dần lên, đúng không? Vậy thì khi viết về hình tượng con sông Đà thì có lẽ là cái thủ pháp nghệ thuật được sử dụng nhiều ấy, đó là nhân hóa, đúng không? Đấy. Đối với cái câu này ấy, thì thật ra là thầy nghĩ là có lẽ là cả B và D đều đúng, đúng không? Cả B và D đều đúng. Bởi vì so sánh cũng được dùng nhiều, đúng không? Nhân hóa cũng được dùng nhiều. Đấy. Để thầy xem là câu này như thế nào nhỉ? Câu này thầy sẽ chấp nhận là cả B và D các bạn nhá. Hai cái đáp án này có lẽ là được sử dụng đều nhiều nhất nhá các bạn nhá. Đấy, ok, đấy, được chưa? Ok, không phải tranh cãi, không phải cãi nhau làm cái gì cả, đúng không? Ok nhá. 19 này, theo sự diễn tả của Nguyễn Tuân thì sự hung bạo dữ dội của sông Đà ở hình ảnh nào? Nào, các bạn để ý đây nhá. Sự hung bạo và dữ dội, đúng không, của sông Đà, đúng không, hiện rõ nét nhất ở hình ảnh nào? Đúng không? A. Là thác nước sông Đà. B. Là cát hút nước, đúng không, trên mặt sông. Nước ở đây thở và kêu như cái cửa cống cái bị sặc. C. Sự phối hợp của thác nước và đá tạo nên thạch trận trên sông Đà.
Và D là những quãng gành trên sông Đà, đá xô sóng, sóng xô gió. Thật ra thì khi nói về sự dữ dội của sông Đà ấy, thì những đáp án này nó đều đúng. Tuy nhiên nếu như để bảo là cái gì là cái làm nên cái sự độc đáo nhất, ấn tượng nhất, đúng không nào các bạn? Thì chắc chắn rồi, đúng không? Câu 19 này của chúng ta phải trả lời là gì hả bạn? Phải trả lời là C các bạn nhé. Đấy, đó là gì hả các em, đúng không? Đó là thạch trận thủy chiến trên sông Đà, đúng không? Có trả lời đúng không các bạn? Nhá, trả lời đúng nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 20 để xem chúng ta nhớ về tác phẩm này có tốt không. Ok nhá. Chúng ta đến với câu số 20 nhá. Nào, 20, đúng rồi. Các bạn làm 19C là đúng rồi đấy nhá. Bây giờ chúng ta nói câu 20 này. Câu 20 nhá. Tiếng nước thác được so sánh với tiếng kêu của con vật nào ạ? À, ok. A, con sư tử dữ dằn. B, con trâu mộng. C, con chó sói. Và D là con voi nhá. Vậy thì sông Đà nó đã phát ra những tiếng kêu như thế nào? Đây chính là vẻ đẹp ở đâu các bạn? Ở đoạn 4 của sông Đà hung bạo. Đúng thế không? Đấy. Và liệu các bạn có nhớ được đáp án không ạ? Các bạn hãy khẳng định là các bạn nhớ đáp án đi nào. Hãy thể hiện tình yêu của các bạn với Nguyễn Tuân nào. No Blueberry 20B. Lê Thắm trả lời là 20B. Đúng không? Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 20B. Thầy cảm thấy... Ây! Nguyễn Thảo Nga trả lời là 20C. Ôi dồi ôi, học hành này dở rồi. Nhá. Ok, đúng rồi, các bạn trả lời là 20B là đúng rồi các bạn nhá. Đấy, 20 là bờ nhá, đúng không? Như hàng ngàn con trâu mộng, đúng không? Đang lầm lộn giữa một rừng vầu nhá. Rừng tre, đúng không? Rừng nứa đang nổ lửa. Đàn trâu, đúng không nào? Gào thép phá tuông rừng lửa. Và cái cách mô tả này này giống như gì ấy, một cái trận động đất thời tiền sử ấy các bạn ạ, đúng không? Đấy, đó là một sức mạnh tàn phá khủng khiếp các bạn nhá. Đấy, đó là được ví von với những con trâu mộng nhá. Ok nhá, câu này không thể làm sai được nhá. Mấy ông học khối D, khối C không được sai câu này đâu nhá. Câu số 21 nào. Câu số 21 nhá. Dòng nào sau đây nói đúng về nét tính cách trữ tình của sông Đà? Comment cho thầy biết các bạn làm là gì nào. Câu A này, dòng sông uốn lượn như một dải lụa mềm mại. B, dòng sông lững thững trôi dưới ánh nắng hoàng hôn còn vương lại. C, dòng sông lờ đờ trôi dưới ánh nắng mặt trời. Và D, dòng sông như mái tóc của một người đàn bà kiều diễm. Đáp án câu 21 của bạn là gì các bạn ơi? Rồi, cảm ơn bạn Kim Dung đã tặng sao thầy nhá. Đáp án câu 21 là gì đây? Dòng nào nói đúng về tính cách trữ tình của sông Đà? Nào, trữ tình của sông Đà, các bạn nói thầy nghe nào. Nào, trữ tình ở đâu nào các bạn ạ? 21 bạn nói là D à? Bạn Nguyễn Thanh Lam trả lời là D. Trần Đức Duy trả lời là 21D. Lê Thị Thúy Diễm trả lời là 21D. Trần Minh Hằng trả lời là 21D. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, các bạn ý ra này, giải lụa mềm mại ấy, cái này là viết về bài sông Hương, không phải sông Đà nhá các bạn nhé. Đấy, được chưa? Không có cái ánh nắng hoàng hôn nào ở đây hết, đúng không? Đấy, không có lờ đờ nào hết nhá các bạn nhé. Và phải mà phải là gì đấy? Dòng sông Đà tuôn dài, tuôn dài, đúng không? Như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời bung nở những hoa ban hoa gạo của tháng 2 và mù khói núi của người mèo đốt nương xuân. Đáp án chính xác của chúng ta ở đây là 21D các bạn nhá. Đấy, rất là giỏi đúng không? 24 giỏi phết nhá. Đấy, thầy cảm thấy rất là vui vì 24 hôm nay tham gia rất là nhiệt tình các bạn nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 22 ạ, nói về vẻ đẹp trữ tình của sông Đà nhá. Mùa thu sông Đà có màu gì? Mùa thu sông Đà có màu gì nhá? 22, đáp án A này, đó là màu chín đỏ. Ok nhá. Đấy, được chưa nào? Bạn nào muốn có link PDF của cái đề này thì các bạn nhớ chia sẻ video này về, bởi vì sau khi thầy like xong thì các bạn sẽ có link PDF, đúng không? Full HD của cái đề này nhá các bạn nhá. Đấy, để các bạn nghiền ngẫm, được chưa? Câu 22 nào, mùa thu sông Đà có màu gì? A, màu chín đỏ. B, màu đỏ rực. C, màu xanh lam. D, màu ngọc bích. Đáp án của chúng ta là gì các bạn ơi? Ok ạ. 22. 22 có bạn Thùy Phạm này, Thùy Linh này, Thùy Dương này, Thanh Trúc này, Tùng Dương này, Nga Bích này, Mai Linh này. Các bạn đều trả lời là D. Và có chỉ có bạn Hoàng Thị Tú trả lời là màu là 22A thôi. Màu chín đỏ. Màu chín đỏ. Hay là màu đỏ rực nhỉ? Màu chín đỏ hay màu đỏ rực nhỉ? Sao nhiều bạn trả lời là màu ngọc bích thế nhỉ? Ôi dồi ôi, học hành thế này thì chết nhá. Các bạn này, các bạn trả lời là ngọc bích là sai nhá. Mùa xuân nhá, sông Đà mới có màu xanh ngọc bích, đúng không? Đấy. Còn màu mùa thu ấy, các bạn này, mùa thu phải là màu gì đấy? Mùa thu này phải là màu gì đấy? Lừ
lừ chín đỏ nhá. Này, lừ lừ chín đỏ đúng không? Học hành này chết rồi đúng không? Như là gì ạ? Lừ lừ chín đỏ như mặt của người bầm đi vì bữa rượu nhá. Không thuộc tác phẩm nhá. Không thuộc dẫn chứng thế này là chết nhá. 22 đáp án của các em phải là A đúng không? Đấy, đấy là mùa thu, còn mùa xuân thì mới là màu xanh ngọc bích. Ui giời, học hành này dở quá, dở quá. Các bạn học hành này chết nhá. Ok, bây giờ chúng ta đến với câu số 23. Câu 23 thì không được sai đúng không? Nhá. Ok. Đấy, như thường trả lời câu 23 cho thầy xem nào nhá. Ok ok. À 22A đúng rồi. Như thường làm đúng rồi, Quyên Quyên làm đúng rồi nhá. Đức Duy làm đúng rồi. Ok, đúng không? Quyên Quyên làm đúng rồi nhá. Màu hồng. Quắt giờ heo. Sao lại màu hồng này em? Ok. Rồi 23 là gì ạ? Bao nhiêu cái trùng vi địch trận nhỉ các bạn nhỉ? Bao nhiêu trận địa đá trên sông Đà, đúng không? Ông Đò đã vượt qua bao nhiêu trùng vi địch trận? Câu này đừng có làm sai ạ các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, Phạm Quỳnh Giang trả lời là 23B, Bùi Thị Hoài 23B, Minh Thư là 23B nhá. Ok. Ngân Hà trả lời là 23B, Tạ Thị Thơm trả lời là 23B. Đúng rồi, giỏi lắm các bạn ơi. Rất tuyệt vời nhá. Đáp án của chúng ta là ba trùng vây thạch trận nhá. Ok. Ba trận địa đá đúng không? Ba trùng vây thạch trận. Ok ạ. Tiếp tục, hãy khẳng định là các bạn rất yêu thầy Nhật và yêu Nguyễn Tuân nhá. Hãy chia sẻ video này về giúp thầy nhá. Đấy, rủ các bạn vào cùng làm với mình cho vui nhá. Đấy. Đánh giá năng lực mà, văn trắc nghiệm mà đúng không? Làm trắc nghiệm nhiều cho quen, đi thi đỡ run nhá. Ok. Nào, ở trùng vi thạch trận thứ nhất, lưu ý này, trùng vi thạch trận thứ nhất nhá, có ba trùng vi đúng không? Đây là trùng vi thạch trận thứ nhất thì cửa sinh được bố trí ở đâu? Câu này mà làm sai nữa thì hơi bị dở đấy các bạn nhá. Đáp án câu 24 của bạn là gì nhỉ? 24 đáp án của em là gì đây ạ? 24 nào? Kiều Thị Phương trả lời là 24C, Nguyễn Khánh Linh trả lời là 24C, Mai Hà 24C đúng không? Trần Minh Hằng 24C, Phạm Minh Ánh 24C, Trần Tuấn 24C, Lê Phương Phụng Trần đúng không? Ok, cảm ơn bạn Phạm Gấm tặng sao rồi nhá. Rồi Hạnh Ly trả lời là 24C ạ. Rồi ok, Vượn Tuyền trả lời là 24C, chính xác các bạn nhá. Đấy. Chúng ta có gì ạ các bạn? À, chúng ta thấy là gì đấy? Ở tả ngạn của sông Đà, trùng vi địch trận thứ nhất có gì ạ các bạn? À, đây này, nó được vẽ như này này, đúng không? Đấy. Và có gì ạ các bạn? Cửa sinh nằm đâu? Cửa sinh nằm ở tả ngạn sông Đà, đó là phía bên tay trái các bạn nhá. Đấy. Được chưa? Cửa sinh nó nằm ở đây nhá các bạn nhá. Đấy, còn các cái cửa còn lại là cửa tử nhá. Ok chưa? Đấy. Chúng ta đến với câu số 25 ạ. Thần sông đã bố trí như thế nào ở thạch trận thứ nhất nhá? À, A là 4 cửa đá, 4 cửa tử, 1 cửa sinh. B, 5 cửa đá, 4 cửa tử, 1 cửa sinh. Đúng không? C, 5 cửa đá, 5 cửa tử, 5 cửa sinh. D, 4 cửa đá, 5 cửa tử, 1 cửa sinh. Nào. Ok chưa? Câu 25 đáp án của các bạn là gì ạ các bạn? Các bạn ơi, các bạn câu 25 là gì nhỉ? Nào, 25 là gì đây? À, các bạn có trả lời được không ạ? 25 tôi thấy có bạn trả lời rồi này. 25 bạn Lê Hữu Nhân trả lời là B. Phạm Hoàng Long trả lời là 25B, Huệ Huệ B, Như Thường B, Nguyễn Thị Mai Linh B, Duy Hùng B, Quỳnh Như B, Quyên Quyên 25B. Đúng rồi, chính xác các bạn nhé. Câu 25 đáp án của chúng ta là 25B, đúng không? Có 5 cửa ải, đúng không? 5 cửa đá này, với 4 cửa tử và 1 cửa sinh này. Cửa sinh nằm ở tả ngạn sông Đà nhá. Đây là trùng vi địch trận thứ nhất, phải nhớ nhá. Phải nhớ là trùng vi địch trận thứ mấy nhá các bạn nhá. Mấy nó khác nhau đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ mình lại nói câu 26 này. Ở trùng vi thạch trận cuối, cửa sinh được bố trí ở đâu? Nào, trùng vi địch trận cuối các bạn nhá. Đấy. Các bạn chia sẻ cho thầy đi, thầy buồn quá à. Đúng không? Đấy. Các bạn thấy xem các like của thầy Lộc Phụ Hồ không? Đấy. Đúng không? Các em chia sẻ cho thầy đi. Các em chia sẻ xong thì cuối like các bạn sẽ thấy là ở phần caption của các bạn sẽ có link PDF của cái đề này nhá. Nào, câu 26 này. Trùng vi thạch trận cuối đúng không? Thì cửa sinh được bố trí ở đâu? Nào, đáp án câu 26 các bạn nhá. 26 là gì ạ? Nào, A này, phía hữu ngạn của dòng sông. À, ok nhá. B, chính giữa dòng sông. À, có anh trả lời là 26. Úi dồi ôi, Đỗ Quốc Định là 26B à? Ồ, ok nhá. À, có bạn trả lời khác rồi này. Trịnh Thanh Tâm trả lời là D. À, ok nhá. Ok ok. Đấy, được chưa, được chưa, được chưa. Đấy, đây nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn được câu 26 này. Câu 26 các bạn phải trả lời là như thế này mới đúng này. Người ta không nói là ở giữa dòng chảy đâu, mà người ta nói là nó nằm ở giữa hai luồng chết nhá các bạn nhá. Đây này, được chưa? Đấy. Thầy nói lại một lần nữa này, được chưa nào? Đấy, cửa sinh nhá, cánh mở, cánh khép, đúng không? Đây là gì đấy? Thạch trận thứ 3. Đúng không? Đấy, thạch trận thứ 3 nhá. Thì bên trái và bên phải nó đều là luồng chết, nó đều là cửa tử, đúng không? Cửa sinh nằm lập lờ sau đám đá hậu vệ. Đấy.
Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây nó phải là gì hả em? À, cửa sinh nằm ở giữa hai cửa tử nha. Ok nhá. Đấy. Đây là đáp án gây nhiễu nha các bạn nha. B là đáp án gây nhiễu nha. Đáp án của chúng ta phải là D đúng không? 26D. Ok nhá. Đấy. Các bạn phát âm chuẩn tiếng Anh nha, 26D. Ok. Đấy. Chúng ta đến với 27 nhá. Hình ảnh người lái đò được thể hiện A. Một người lao động lành nghề. Ok nhá. Đấy, ok nhá. A. Người lao động lành nghề. B. Một người lao động đồng thời như một người nghệ sĩ. C. Một con người đặc biệt tuy đã cao tuổi nhưng vẫn có sức khỏe phi thường. Và D. Là một kẻ ngang tàng không biết lượng sức mình trước con sông Đà hung dữ, đúng không? À. Câu 27 các bạn làm là gì các bạn nhỉ? 27 các bạn làm gì đây? Nào, 27 nhá các bạn nhá. 27 có bạn trả lời được câu 27 rồi này. À, Thành Nam trả lời là B. Ok. À, Vương Tuyền trả lời là 27 BBB. À, Nguyễn Khánh Linh trả lời là 27C. Ôi dồi ôi, 27C. No. À, ở đây không nói về sức khỏe phi thường. Bởi vì sao các em? Bởi vì là ngoài ông lão đáy đò ra còn có những tay chèo nữa. Ông là như một vị thuyền trưởng điều khiển, đúng không nào? Đấy. Vậy thì chúng ta nói với ông đò phải là đáp án về đây là phải là 27B. Đấy. Được chưa nào? Rồi, Như Thường trả lời đúng nhá. Quyên trả lời đúng này, đúng không? Đấy, phải là B nhá. Vừa là một người lao động, đúng không? Đồng thời như một người nghệ sĩ, đúng không? Một người nghệ sĩ trèo đò vượt thác, đúng không? Đấy, trên sóng nước của sông Đà, đúng không? Ok nhá. 27 trả lời đúng ngay em ơi. Ok, 27B nhá. Rồi, chúng ta đến với câu số 28 nào. Phân loại nào. Vận dụng cao nào. Đấy. Các bạn thích cái từ vận dụng cao đúng không? Các thầy cô giáo khác hay dạy các bạn vận dụng cao đúng không? Hôm nay thầy Nhật cũng dạy các bạn vận dụng cao luôn, Casio luôn, đúng không? Đúng không? Ném cái máy tính đi, chúng ta tính nhẩm nhá. Ok, trong tác phẩm này, Nguyễn Tuân đã có sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật nào? A. Là kiến trúc và điêu khắc. B. Là hội họa và âm nhạc. C. Là văn học và điện ảnh. Và D. Là sân khấu và văn học. Cái câu này là một câu hơi khó hơn một chút. Thầy sẽ đọc comment các bạn nhá. Nào các bạn comment thầy biết nào. 28. Trong tác phẩm, đúng không? Người đọc xong nào. Thì Nguyễn Tuân đã có sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật nào? Đúng không? A. Là kiến trúc và điêu khắc. B. Là hội họa và âm nhạc. C. Là văn học và điện ảnh. Và D. Là sân khấu và văn học các bạn nhé. 28. Hoàng Ngọc Anh trả lời là C. All Away Scientist trả lời là 28C. Trần Đức Duy trả lời là 28C. Sai em nghỉ học. À, kinh quá nhỉ. Phạm Quỳnh Giang 28C. À, Trần Đức Duy 28C. Ok nhỉ. Đấy, rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy. Việt Anh trả lời là 28C và Như Thường trả lời là 28C. Chính xác các bạn nhé. Đó là sự kết hợp giữa văn học và điện ảnh, đúng không? Đấy. Nào là gì nhỉ? So sánh nhân hóa, đúng không? Đấy. Rồi là đưa những câu thơ của Tản Đà vào, đúng không? Đấy. Thì chúng ta biết là chắc chắn là sử dụng kiến thức của văn học rồi. Điện ảnh thì chúng ta biết rằng là lúc thì quay sông Đà ở tầm cao, đúng không? Đấy. Lúc thì quay sông Đà ở tầm gần. Đó. Được chưa? Nhìn ở phía xa, thác đá thế nào? Nhìn ở phía gần, thác đá ra làm sao? Rồi là quay từ trên tàu bay, rồi quay từ dưới đáy của sông Đà hất ngược lên. Vậy đáp án của chúng ta ở đây nhá, phải là C, 28C, văn học và điện ảnh các bạn nhá. Văn học và điện ảnh. Ok nhá. Rồi, Trần Minh Hằng trả lời đúng rồi. Trần Ngọc Hiếu đúng rồi, điện ảnh. Rồi, đúng rồi. Quyên 28C, Việt Anh 28C. Câu 29 các bạn ơi. 29 nhá. Trong tác phẩm thì biện pháp tu từ nào được Nguyễn Tuân sử dụng nhiều nhất? Trong tác phẩm, đúng không? Thì biện pháp nào được sử dụng nhiều nhất? À, câu 29 á. Ok nhá. 29 trả lời là gì các bạn ơi? Rồi, văn học điện ảnh thì nhận thì nhìn thấy comment các bạn rồi nhá. Ok. À, Lê Thắm trả lời là 29B ạ. Rồi, ok nhá. Rồi. À, Trần Đức Duy trả lời 29C ạ. À, ô đã có sự trả lời khác nhau rồi này. Phạm Tú Anh trả lời là C này. Đáp án câu 29 là gì các bạn nhỉ? À, thì chúng ta nhận thấy là gì hả các anh? À, có lẽ là cái thủ pháp nghệ thuật ấy được sử dụng nhiều nhất trong tác phẩm Người đọc sông Đà ấy. Đó là việc so sánh, đúng không? Và liên tưởng độc đáo, đúng không? Lúc thì như là cái những cái giếng bê tông người ta chôn xuống thả móng câu này. Rồi là lúc là như một cái cửa công cái bị sập này. Rồi là như là kẻ đi đòi nợ suýt này, đúng không? Đấy. Lúc thì như 1000 con trâu mộng này, vân vân, đúng không? Vậy thì cái thủ pháp nghệ thuật được sử dụng nhiều nhất trong tác phẩm này đó chính là so sánh, đúng không? So sánh và những liên tưởng độc đáo thú vị nhá các bạn nhá. Câu 30 ạ. Qua tác phẩm Nguyễn Tuân muốn thể hiện điều gì? Nhá, ok. Nào, câu cuối cùng nào các bạn nào. Nào các bạn trả lời thầy nhá. Câu 30 ạ. Câu 30 thể hiện là các bạn rất yêu Nguyễn Tuân à. Hãy thể hiện là các bạn rất yêu nhà văn Nguyễn Tuân nào các bạn ơi. Nào, 30 đáp án là gì đã? Trần Tuấn trả lời là 30A. A là gì đây? Tình yêu thiên nhiên và ca ngợi sự tài hoa của con người lao động. B. Tình yêu thiên nhiên và sự khâm phục người lính thi hành quân ở Tây Bắc.
C thể hiện sự khâm phục của bản thân mình với ông lái đò, đúng không? Ông lái đò. Và D là thể hiện sự biết ơn trân trọng tới người lái đò. Nào, đáp án của chúng ta câu 30 là gì các bạn ơi? Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 30A. À, Trần Đức Duy trả lời là 30A. Nguyễn Hoài Phương trả lời là 30A. Phương Thảo, ôi rồi vẫn loanh quanh câu 29. À, Nguyễn Hoài Phương trả lời là 30A. Chính xác các bạn nhá. Chính xác. Đúng không? Đấy. Các bạn thấy là chúng ta học mà chúng ta học văn theo kiểu trắc nghiệm này vui không? Quá vui luôn các bạn ạ. Đấy. Casio tuổi gì nhỉ? Các bạn nhỉ? Ok chưa? Đấy. Những cái câu này của thầy ấy là nó chống Casio. Chỉ cần các bạn luôn luôn yêu mến thầy Nhật và yêu những tác phẩm văn học thì chắc chắn là thầy tin là các bạn sẽ làm được đúng 30 trên 30 câu nhá. Hy vọng là ở những lần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm được đúng hơn, đúng không? Chúng ta sẽ làm được 30 trên 30 nhá. Đấy. Và nếu các bạn yêu thương thầy, đúng không? Các bạn tương tác nhiệt tình với thầy thì thầy sẽ còn làm nhiều hơn nữa, đúng không? Những cái đề như thế này để chúng ta cùng cọ sát. Bởi vì như chúng ta đã biết thì năm nay ấy có một số trường là người ta sẽ thi theo cái kiểu đánh giá năng lực này. Đấy. Cho nên là thầy sẽ tặng cho các bạn học sinh đăng ký học với thầy đó là một bộ 300 câu hỏi trắc nghiệm môn ngữ văn để các bạn làm dần. Và đó cũng là quà mừng tuổi của thầy Nhật đối với các bạn học sinh 2K4 đấy, trong năm học này nha các bạn nhé. Đấy, thầy sẽ tặng các bạn trước Tết ta. Đấy, những bạn nào đã theo học thầy cả lớp on và cả lớp offline nhá. Ok không? Đấy, được chưa nào? Đối với các bạn học sinh 2K4 ở phương xa muốn đăng ký học livestream môn ngữ văn cùng thầy Nhật mục tiêu 9 cộng nhá, thì về lộ trình khóa học này các bạn này, về mặt lộ trình của khóa học các bạn hình dung này, sẽ có 3 khóa. Khóa thứ nhất là live C này. Đấy. Các bạn sẽ được nghe giảng tất cả các tác phẩm văn học lớp 12. Và sau khi đã được nghe giảng tất cả các tác phẩm văn học lớp 12, chúng ta đến với live T, chúng ta sẽ được luyện đề nhá và được chấm chữa bài chi tiết 1:1, đúng không? Đấy. Ra Tết thì các bạn biết rằng là chúng ta sẽ khởi động live G, đúng không? Bởi vì ra Tết là các bạn sẽ quên kiến thức rất là nhiều, cho nên thầy sẽ bắt đầu tổng ôn lại các tác phẩm từ đầu. Giảng lại từ đầu ấy. Đấy. Nhiều bạn hỏi thầy là thầy ơi bao giờ mở lớp mới? Chẳng có cái lớp mới nào cả nhá. Lớp mới chính là live G, đúng không? Live G sẽ giảng lại từ đầu nhá. Ra Tết, được chưa nào? Đó. Đấy là lúc mà đấy là đối với đúng không? Đây là khóa học livestream nhá. Và thầy trực tiếp giảng dạy, đây là về mặt lộ trình. Đấy. Live C các bạn đã có full tài liệu rồi, full video bài giảng rồi. Live T đang luyện đề, live G ra Tết thì sẽ bắt đầu gì đây? Ôn lại toàn bộ kiến thức từ đầu nhá. Ok. Về quyền lợi của các bạn theo học thầy này, khi đăng ký học môn văn cùng thầy Nhật thì các bạn sẽ được tặng full audio bài giảng ngữ văn lớp 12 nghe đi ngủ, nghe trước khi đi ngủ cho ngấm vào đầu nhá. Thứ hai là các bạn được tặng full tài liệu phân tích 9 cộng bản word. Mỗi một tác phẩm được phân tích từ 33 cho đến 40 trang các bạn nhá. Đấy, bản word nhá các bạn nhá. Phân tích nâng cao ấy. Năm nay thầy kỳ vọng là các bạn sẽ phá kỷ lục của anh chị 2K3. 2K3 năm ngoái đã có 183 con 9 và năm nay thầy muốn 2K4 phải có trên 200 con 9 nhá. Thi đại học môn văn, đúng không? Bên cạnh đó thì các bạn còn được tặng full video nghị luận xã hội của thầy nữa nhá. Đấy. Khi đăng ký học thầy thì các bạn sẽ được tặng những cuốn sách sau, đúng không? 5 cuốn sách này chỉ tặng không bán nhá. Đấy, tặng gửi về tận nhà các bạn nhá. Thứ nhất đó là sơ đồ tư duy 2022 kèm dàn ý, đúng không? Khác với anh chị lớp 12 năm ngoái 2K3 thì trong cuốn này sẽ không chỉ có sơ đồ tư duy, đúng không? Đấy, mà phía sau của nó còn có cả dàn ý các bạn nhá. Đấy, có cả dàn ý này. Đấy, để các bạn hiểu các tác phẩm, đúng không? Và in màu hết để chúng ta thấy là nó không hề khô khan các bạn nhé. Đấy, học văn mà chúng ta thấy không hề khô khan, đúng không? Đấy, thấy chưa? Toàn bộ được trình bày theo lối của người Do Thái các bạn nhé. Đây, sông Đà đây nhé. Đấy, trình bày theo lối của người Do Thái, đúng không? Sơ đồ hình cây nhé, rất là khoa học. Đấy, ok. Đấy là quyển thứ nhất các bạn được tặng nha. Quyển thứ hai các bạn được tặng này, đó là 130 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết. Quyển đọc hiểu này thì trước tiên là sẽ có kiến thức đọc hiểu. Đấy. Và đằng sau thì sẽ có đề để các bạn làm, đúng không? Đấy, đằng sau thì các bạn sẽ có đề để làm. Bởi vì sai gì thì sai, đừng bao giờ sai đọc hiểu, đặc biệt là môn văn nhá các bạn nhá. Đừng bao giờ sai đọc hiểu nhá. Các bạn sẽ được tặng thêm một quyển 130 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết này. Quyển thứ ba các bạn được tặng này, đó là 140 mở bài nâng cao khi đăng ký học với thầy. Mỗi một tác phẩm thầy đã chuẩn bị cho các bạn đó là từ 10 cho đến 15 cái mở bài, đúng không? Để các bạn có thể mở bài và đốn tim giám khảo nhá. Đấy, 140 mở bài nâng cao, đây là cuốn thứ ba các bạn được tặng này. Đó. Ok, phiên bản 2022 các bạn nhá. Cuốn thứ tư, quyển này thì anh chị khóa trên đều biết, đúng không? Đó là Cửu Âm Chân Kinh phiên bản mới các bạn nhá, 2023. Đó, phiên bản mới các bạn nhá. Đấy. Được chưa nào? Đó. Cuốn này thì sẽ có khoảng hơn 300 trang nhá. Phân tích tất cả các tác phẩm ở mức độ 9 cộng và có sử dụng lý luận văn học các bạn nhá. Đấy. Từ cơ bản đến nâng cao, phân tích tất cả các tác phẩm văn học lớp 12, đúng không? Rất là dày nhá các bạn nhá, và gửi về tận nhà các bạn nhá. Đấy. Đó là cuốn Cửu Âm Chân Kinh, đúng không? Tổng ôn ngữ văn lớp 12 nhá. Phân tích nâng cao tất cả các tác phẩm văn học lớp 12. Và cuốn cuối cùng, cuốn thứ 5 khi đăng ký học với thầy,
được tặng và gửi về nhà. Đó là 35 đề thi thử môn ngữ văn nhé, kèm đáp án chi tiết, đúng không? 35 đề thi thử các bạn này. Đó. Đấy, đáp án thì mỗi một đề khoảng 8 đến 10 trang nhé. Đáp án chi tiết, đúng chưa? 5 cuốn sách này sẽ được gửi về tận nhà các em, đúng không? Khi các bạn đăng ký học với thầy. Và học phí hiện tại đang được ưu đãi nha các bạn nhé. Đấy, giảm 60%, còn 1.500k và học cho đến tận lúc các em đi thi luôn, đúng không? Có hai cách để đăng ký học, được chưa nào? Học đến lúc thi luôn các bạn nhé, học xuyên Tết nhá. Lớp văn thầy Nhật không nghỉ Tết nhá. Đăng ký học thì các bạn này có hai cách. Một là em inbox vào fanpage của thầy, Lớp văn thầy Nhật, đúng không? 1 triệu follow, được chưa nào? Đó. Hai là các bạn có thể điền vào đường link mà thầy đã ghim ở phần comment trong buổi livestream ngày hôm nay, được chưa nào? Và thầy hy vọng là trong tất cả các buổi live các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với thầy nhá. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn, đúng không? Hy vọng là năm nay 2K4 sẽ phá kỷ lục của anh chị 2K3. Năm ngoái thì chúng ta đã có chính xác là 183 điểm 9 cộng môn văn. Đấy, của riêng lớp on nhá, chưa tính lớp off. Đấy. Và năm nay thì thầy hy vọng là 2K4 sẽ làm được hơn thế. Thầy tin là 2K4 năm nay sẽ có hơn 200 điểm 9 cộng môn văn. Đấy. Chúng ta đều biết là các bạn 2K4 năm nay rất thiệt thòi. Các bạn đã có 3 năm liền học online. Các bạn rất thiệt thòi. Đấy. Nhưng mà không sao các em ạ. Chúng ta càng có nhiều khó khăn thì cái chiến thắng của chúng ta nó càng trở nên có ý nghĩa. Và thầy Nhật ở đây là để đồng hành với 2K4, đúng không? Đưa các em đến với cánh cổng của trường đại học, đặc biệt là thêm yêu môn ngữ văn từng ngày. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau. Bye bye.